Dạ quý vị ha. Đây, một xe bánh mì nhưng thấy là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 tầng. 18 khay bánh mì ha. Mà giờ này cũng đã được đẩy ra vào 21 giờ 45 phút, có nghĩa là 22 giờ kém 15 phút đó quý vị. Đó, mọi người đứng xếp hàng chờ lấy bánh mì rất là nhiều luôn nè. 9.800 một hộ. Xếp hàng nhưng mà ok, mua thì dễ đó, nhưng mà cái khâu tính tiền chắc là hơi cực đó quý vị. Đó. Dạ Dương xin mến chào quý vị khán giả. Hiện tại bây giờ đã là gần 22 giờ đêm của ngày chủ nhật cuối tuần. Hiện tại Dương đang có mặt tại trung tâm thương mại Pacmo nằm trên đường Tạ Quang Bửu, quận 8 để tiếp tục gửi đến quý vị một video mới về những ngày khai trương đầu tiên của trung tâm thương mại Aeon Mall nằm ở phía tầng 1 và tầng 2 của Pacmo quận 8. Quý vị có thể thấy không khí quý vị ha. Hiện tại bây giờ đã gần là khuya rồi, sắp đóng cửa rồi, nhưng mà thực sự không gian không khí còn rất là náo nhiệt, rất là nhộn nhịp luôn quý vị. Phía bên trong khu vực ăn uống cũng như là khu vực mua sắm thì không còn chen chân nổi quý vị ạ. Dương đang đứng ở phía ngoài quý vị ha. Bây giờ Dương sẽ bước vào trong để cho quý vị xem cái không khí của Aeon thu hút khách hàng đến cỡ nào. Hiện tại bây giờ là đã gần khuya ha, gần 10 giờ đêm của ngày chủ nhật cuối tuần, cũng như là ngày chủ nhật khai trương đầu tiên của Aeon nằm trên Pacmo quận 8. Mà quý vị thấy là những khu vực mà bán đồ ăn này, những khu vực quầy tính tiền này kia thì coi như là đã xếp hàng rất là dài rồi quý vị, để mua, để có thể dùng được một cái phần thức ăn đó thì phải xếp hàng rất là dài luôn. Khu vực quầy thu ngân thì được bố trí rất là nhiều chỗ, nhưng mà khu vực nào cũng phải xếp hàng đó quý vị. Theo Dương thấy thì những cái khu vực mà bán đồ ăn á, hiện tại bây giờ cũng sắp đóng cửa của ngày chủ nhật ha quý vị. Nhưng mà những khu vực về đồ ăn cũng rất là nhiều luôn quý vị. Những cái khu vực bán bánh ngọt nè, đây là bánh mì baguette nè. Thường thì vào lúc mà sát cái giờ đóng cửa thì họ sẽ có những chương trình khuyến mãi như là một tặng một này kia ha, và giảm giá rất là sâu vào thời điểm mà gần đóng cửa của ngày á. Đây, những cái quầy khu vực bán đồ ăn chung với cơm ha quý vị ha, thì thấy còn khá là nhiều. Thì không biết là những cái phần ăn thế này thì nếu mà không hết của ngày hôm nay thì ngày mai họ sẽ xử lý như thế nào ha. Đây là những cái món ăn của Việt Nam này quý vị. Còn đây là khu vực quầy thu ngân. Đi là không còn chen chân nổi luôn đó. Đó, bên này thu ngân cũng phải xếp những cái line rất là dài. Bên này quầy thu ngân quý vị có thể thấy ha, rất là nhiều khu vực thu ngân. Khu vực thu ngân rồi đóng gói đều phải xếp hàng vào 21:30 đến 22 giờ, gần hết ngày hôm nay rồi quý vị. Đây, phần cơm thì họ còn những cái quầy bán đồ ăn còn khá nhiều ha, còn những quầy cúng vài khay thì đã gần như là hết rồi. Những cái phần súp cơm gà giảm giá, cơm gà Phú Yên từ 44.000 còn 40.000, còn quá là nhiều luôn. Thì cũng không biết là sau khi hết ngày thì những cái phần ăn này sẽ được bảo quản như thế nào cho đến ngày mai, hay là họ xử lý như thế nào ha quý vị ha. Đó, đùi gà gốc tư nè. Đây là những cái phần gà mà họ đã có những khu vực ha, mình tự gấp từng miếng gà luôn. Đây là khu vực họ đã đóng gói sẵn luôn. Một phần thế này là 30.000 cho một cái đùi gà, cộng với miếng gà, ức gà 30.000. Ngày đóng gói ngày 29, và ngày hết hạn sử dụng cũng là ngày 29 luôn, trong ngày ha quý vị ha.
rất là nhiều cái khay mà họ đã đóng gói thế này nè. Sắp hết ngày rồi thì họ sẽ đóng gói thế này cho du khách, thực khách lấy, khách hàng lấy cho nó tiện, cho nhanh. Rồi những con gà thế này ha, nguyên một con luôn. Rồi đùi gà, gà gấp tư, rất là nhiều. Giờ dân di chuyển qua khu vực bán bánh ngọt nha quý vị. Thường những siêu thị Aeon bên Tân Phú thì dân thấy, Bình Tân đó dân thấy là vào cuối ngày thì họ giảm 5% một tầng một rất là nhiều luôn quý vị. Còn bên này thì hiện tại bây giờ để dân xem coi đến sát giờ đóng cửa thì họ có tặng nữa hay không. Lotte thì họ cũng tặng đó nha quý vị. Đây nè, dòng người rất là đông đúc luôn, bánh còn rất là nhiều luôn. Có những khu vực, có những cái tủ bánh thì đã vơi bớt rất là nhiều ha. Còn những tủ bánh này còn khá nhiều. Đây những tủ bánh, bánh mì ngũ cốc này, bánh mì ngũ cốc trà xanh, bánh mì ngũ cốc dâu, vị dâu thì thấy khách hàng mua nhiều á nên giờ còn ít. Không gian, không khí, âm thanh là náo nhiệt luôn. Đây có những khay là gần như là hết rồi quý vị ha. Bên này có những bánh mà hot, những bánh ngon đó thì là hết rồi nè, không còn gì luôn. Chỉ còn vài cái ở phía bên trên, bên dưới là sạch trơn, không còn một cái nào hết. Đây, những cây bánh ngọt Mexico phô mai nè, cái khay bánh ngọt Mexico phô mai, bánh ngọt trà bông thấy cũng không còn luôn. Đó. Các anh chị nhân viên đang đi gom về một tủ cho nó gọn. Đây là khu vực tính tiền của bên bakery bánh ngọt ha. Một quầy thu ngân như vậy là đến 4-5 máy luôn mà vẫn phải xếp hàng để chờ. Dạ, những tủ bánh, những quầy bánh vào cuối ngày ha. Còn có những khay rất là nhiều. Còn những khay quý vị có thể xem bên dưới nè, không còn luôn. Còn luôn nè. Đó, trên này bánh phô mai, trứng muối thì còn. Và những bên dưới thì hết sạch luôn rồi. Đó, cái khu vực bánh này rất là thơm quý vị ạ. Dạ giờ đang đứng ở khu vực quầy sushi nha quý vị. Đó thì cuối ngày thì thấy cũng vơi bớt rất là nhiều luôn, cả những cái khâu sushi set ha và những cái sushi lẻ thế này nè quý vị. Có những khay còn như là trống rồi ha. Bây giờ thì giá thì dân thấy vẫn chưa có giảm, vẫn như giá bình thường trong ngày thôi. Nhưng mà mọi người đứng mua rất là đông luôn quý vị. Những cái set sushi thì thấy có giảm nè quý vị ạ. 186 còn 175 thì cũng không gọi là giảm đáng kể ha. Cũng có những cái bạn xuyến máy để phía bên trên vào, không biết đây là giảm về cuối ngày hay là giảm xuyên suốt trong thời gian khai trương luôn. Đó, đây là không khí tại khu vực bán đồ sushi, sashimi.
và các cơm cuộn bento này kia ha. Dạ, Dân đang đứng ở quầy bán những cái món Asian noodle, có nghĩa là bún, cái loại món nước ha, của châu Á và khu vực Việt Nam. Noodle là bán những cái món nước của truyền thống của Việt Nam mình đây. Thì thấy thực sự là nó sẽ rất là vơi ha, so với thời gian trong ngày, đầu ngày này kia ha. Đó. Món nước thế này mà bây giờ nếu mà lấy là bắt buộc là phải ăn tại chỗ rồi, tại vì ở đây sẽ có nước lèo. Mình lấy xong sẽ có phần nước lèo ở phía bên, sau khi tính tiền sẽ lấy nước lèo ăn ha. Đó, như là ramen của Nhật nè, mì udon nè. Đây là món nước của Nhật Bản ha. Udon một phần là 39.000. Ramen phần 54.000. Bún Thái, hải sản một phần 39.000. Bún Thái 39.200 ha. Giá của bún Thái. Rồi đến mì Hoành Thánh 39.200 luôn. Mì Hoành Thánh 39.200. Nó lẻ 200 đồng phía sau. Rất là nhiều phần mì Hoành Thánh, bún Thái ha. Còn đây là khu vực các món nước mì Asian noodle, là các món mì của Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoành Thánh là của theo cái hương vị của người Hoa ha. Đây còn rất là nhiều các tô Hoành Thánh, mì Hoành Thánh, mì Hoành Thánh. Rồi qua đây là những cái món nước của Việt Nam đây. Cuốn bò đặc biệt 44.100 đồng sẽ là có số lẻ phía sau, không có thấy nào nhưng thấy tròn cả. Hủ tiếu Nam Vang cũng 44.100 đồng luôn. Bún bò đặc biệt cũng 44.100 đồng luôn. Và bên này đó, bên dưới này đó là bún cá Hải Phòng cũng 44.100 đồng. Món nước Việt Nam thì rất là đa dạng ha quý vị ha. Hủ tiếu chay đó, món chay là 34.300 đồng. Rồi bánh canh chay 34.300 đồng. Bánh canh chay thì Dương thấy có trong đó có tàu hũ kỳ lá nè, có đậu hũ, có bắp, có cà rốt. Đó có giá ha. Có chả chay ha. Nó hủ tiếu chay 34.300 đồng. Khu vực món nước là ở đây, khi quý vị lấy món nước đây xong rồi quý vị thanh toán ở quầy thu ngân, lấy rau, lấy khay. Và cuối cùng sẽ qua bên này lấy nước lèo. Đó, khu vực quầy nước lèo nè quý vị. Bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt. Đứng bên ngoài nhìn vô tủ kính là không thấy đường luôn. Nhưng bên trong kia nó sẽ là đến chục cái ngăn nước lèo nè quý vị. Từ món nước khác nhau. Bên này cũng vậy nè quý vị. Thấy không? Bốc khói mút lên bên trên luôn. Vậy món nước ha. Đây khu vực bán cái món chả cá nè, tteokbokki, những cái món của Hàn Quốc. Tteokbokki thì nhiều loại, tteokbokki truyền thống ha, tteokbokki phô mai. Ở bên kia là những cái xiên chả cá. Gần 10 giờ khuya một ngày chủ nhật cuối tuần tại Aeon Bạc Mô quận 8. Khu vực bán những đồ chiên nè, khoai tây chiên, khoai lang chiên, chả giò chiên, nem vuông, rồi những cái loại chả cá chiên. Bên này là những cái set, là những cái khay tủ bán các món gà. Gà thì thấy còn rất là nhiều không quý vị ha. Quý vị nhìn vào trên màn hình có thể thấy được ha.
khách hàng họ vẫn đang lựa rất là đông. Đây là khu vực ngồi ăn ha các bạn, ngồi ăn tại chỗ quý vị ha. Rồi khu vực thu ngân các vị có thể thấy là đã đông đông nghịt dù sắp đóng cửa. Khu vực bên này thì khu vực ngồi ăn đó quý vị, nó cũng rất là nhỏ quý vị ha, nó chỉ có ngang ngửa. Khu vực ngồi ăn uống của Aeon tại Phú Mỹ Hưng quận 7 thôi, không thể nào so được với cái khu vực ngồi ăn uống rất là rộng lớn ha của Aeon, trung tâm thương mại Aeon tại quận Tân Phú cũng như là trung tâm thương mại Aeon của Bình Tân ha quý vị. Nó cũng tương đối là nhỏ và tương đối là bí, không có được thông thoáng và rộng rãi như là hai trung tâm thương mại Aeon Mall Bình Tân và Tân Phú. Rồi còn phía kia đó chính là khu vực tính tiền của khu mua sắm hàng tiêu dùng này kia ha quý vị ha. Đây là có đến 12 POS, 12 quầy để phục vụ tính tiền cho riêng khu vực siêu thị. Khách hàng xếp là đông cũng đơn giản, cũng dễ hiểu quý vị. Tại vì có rất là nhiều chương trình khuyến mãi mà trong video trước khi nó quay ha. Chương trình là 1 tặng 1, khuyến mãi 50% rất là nhiều luôn. Nên khách hàng họ mua sắm đến khuya như vậy cũng là đúng thôi ạ. Sự là siêu đông đó là điều có thể dự báo trước được luôn ha. Tại vì Aeon nào thì cũng vậy thôi quý vị, không riêng gì Aeon tại Quang Bửu, nhưng mà Aeon do mới mở ha tại quận 8, một khu vực mà cũng rất là ít các siêu thị, trung tâm thương mại, và cũng là trong cái tuần lễ khai trương đầu tiên á, nên khách hàng mua sắm trải nghiệm cũng như ăn uống thực sự rất là đông, đó là điều dự báo từ trước rồi. Nhưng mà không ngờ là đến bây giờ đã gần 22 giờ đêm rồi, sắp đóng cửa, theo lịch là đóng cửa là 22 giờ đó quý vị. Thì không biết là hôm nay khai trương những ngày đầu tiên lượng khách đông thế này ha, coi như vỡ trận luôn á, thì không biết là Aeon có mở cửa thêm thời gian nữa hay không. Đó, xếp hàng rồng rắn để tính tiền rồi quý vị. Boss nào quầy nào cũng 2-3 line hết, 2-3 người, 2-3 nhân viên ha, người đóng gói, người tính tiền, người xếp hàng, gói hàng cho khách hàng ha. Và quý vị ơi, bây giờ mà còn những cái khay bánh mì, những cái xe bánh mì đó là lớn luôn quý vị, mà bánh bánh đang đẩy ra qua. Dạ quý vị ha, đây một xe bánh mì, nhưng thấy là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18 tầng, 18 khay bánh mì ha, mà giờ này cũng đã được đẩy ra vào 21 giờ 45 phút, có nghĩa là 22 giờ kém 15 phút đó quý vị. Đó, mọi người đứng xếp hàng chờ lấy bánh mì rất là nhiều luôn nè. Mọi người xếp hàng lấy bánh mì, bánh mì baguette một ổ như vậy ở đây bán là 9.800 đấy quý vị. 9.800 một ổ. Xếp hàng nhưng mà ok, mua thì dễ đó, nhưng mà cái khâu tính tiền chắc là hơi cực đó quý vị. Đó. Một khay là 10 cái ha. Dừng thấy đến tầm gần 20 khay, gần 200 cái bánh mì. Đó, mọi người lấy là người lấy 4-5 cá như vậy luôn nè quý vị. Dạ, vèo một cái mà gần hết hơn 10 khay bánh mì. Có những quầy thì Dương thấy tính tiền cũng gần xong không quý vị, đó sát giờ ha, nên ai mua thì tranh thủ, họ mua rất là nhiều luôn, mua về để mai ăn
Bánh mì nóng hổi mới ra lò luôn anh chị ơi. Bây giờ là gần 22 giờ. 9.800 một ổ. Đó, nguyên một tổ luôn.